Thùy Tiên lấy hình Quang Linh Vlog làm ảnh đại diện, netizen, thuyền này muốn chìm cũng không được. Sau một thời gian dài được cộng đồng mạng nhiệt tình đẩy thuyền thì mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ thay đổi ảnh đại diện sang hình Quang Linh Vlog và lôi con kèm dòng caption: có chơi có chịu. Động thái này của nàng hậu nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi nhận được hơn 2.000 lượt chia sẻ trong khoảng thời gian ngắn. Về phía nhà trai, Quang Linh Vlog cũng nhanh chóng thay ảnh đại diện sang ảnh Thùy Tiên ngay sau đó. Từ động thái này của cả hai, netizen không khỏi tò mò. Phải chăng đây là sự xác nhận ngầm về mối quan hệ của cặp đôi? Tuy nhiên, trên phần bình luận của bức ảnh đại diện, Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng giải thích rằng do lúc livestream trên TikTok, cả hai đã giao kèo với nhau xem ai nhiều like hơn. Người thua sẽ phải để ảnh đại diện của đối phương trong vòng 3 ngày và người thắng cũng sẽ thành ngay sau đó. Đây cũng là hoạt động quảng bá cho dự án thiện nguyện xây trường học cho trẻ em vùng cao tiếp theo giữa Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog. Vào tháng 2 đầu năm, cả hai đã thực hiện thành công dự án xây trường học cho hơn 1.000 trẻ em tại Angola. Dù việc thay đổi ảnh đại diện của trai tài gái sắc này chỉ là sự cá cược hay quảng bá cho chiến dịch tình nguyện tới đây, cộng đồng mạng cũng rất mong chờ ngày cả hai sớm công bố trở thành một couple chính hiệu vì quá là xứng đôi vừa lứa. Các bạn có cảm nghĩ sao về bài viết trên? Hãy để lại bên dưới phần bình luận và đừng quên follow chúng mình để nhận được những tin tức hấp dẫn nhất.